Shopmoviet.vn bán ít điện quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello cho anh em nha, hôm nay Mô Việt sẽ chơi cái trò đẩy 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 dầu nhất đây với anh Sim Đỏ Superman theo cầu rất nhiều anh em. Anh ơi ba ơi đẩy đê chơi dầu nhất đê vân vân và mây mây. Nhưng mình nghĩ là hình như mình cũng chơi Superman nhiều rồi mà. Hay là đang lụt cái đầu anh em ơi. À từ từ đã nha, quay đều tay sau đó thì mình xin. Rồi hồi cái chương 1 quẹt phát, à không, full phát là lụt cái chén cơ đầu. Mình nghĩ là mình làm clip Superman nhiều rồi anh em ơi. Hay là mình quên không đăng nhở? Mà tại sao anh em lại yêu cầu nhiều như vậy? Con tướng thì thực ra rất là khỏe, rất là mạnh. Nhưng mỗi khi làm clip là anh em không có xem nhiều mấy đâu. Bằng chứng là lượng tương tác rồi cái lượt view ấy. Khi mà chơi cái trò đẩy 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 là anh em kiểu là không thích hay sao ấy. Nhưng mà chỉ cần anh em yêu cầu, anh em yêu cầu nhiều là mình sẽ đẩy thôi. Một vị tướng mình chơi cũng khá là ok. Anh em có biết Best Superman trên kênh Mobile Mô Việt Đài không? Tất nhiên là Mobile Việt rồi. Đâu vì có mỗi mình thôi anh em ơi. Đây là ta đẩy. Rồi chương 1 này đẩy tiếp. Tiếp theo, ui tốc biến. Mình cũng có tốc biến nha. Đẩy tiếp chương 1 này. Lượm cái mạng đi. Tiếp tục là mạng lửa. Đó. Chùm tu len có khác nha em ơi. Lượm mạng rất nhanh. Mấy cái bạn mà tên có chữ tu bờ len ý, kiểu gì cũng đánh tu len hay. Một con tướng mình đánh giá rất là cao. Ở mình tủ tu len là mình biết cái sức mạnh con đó trong cái mùa 20 nó là ghê gớm như nào, đi rừng cực kỳ hiệu quả luôn anh em ơi. Ở trận đấu này đội team mình cực kỳ khỏe luôn này. Trận đấu này có lẽ là được chơi game rồi. Đừng để team bạn kéo qua lết là chơi được rất là ok. Và hành team bạn sớm nha. Kỳ nãy đập cũng phí mạng khá là nhiều đấy, cũng khá là hên ý, chứ không phải là xui đâu. Nên là chơi con này ý, anh em cứ đắp full tank chơi cho là dễ nha. Lúc đầu anh em cố gắng lên full tank sớm thì các bạn sẽ được đẩy rất là dễ. Ok, hiện tại thì mình thích chơi Superman phong cách tốc biến hơn. Bởi vì cái phong cách này là cái phong cách mình cảm thấy là cái độ đột biến nó cao hơn. Bởi vì mình có thể tốc biến ra sau lưng tướng địch rồi mình vuốt ngược chiều cuối lại để có thể đẩy cả team về. Nó đột biến hơn là cái việc các bạn chạy bật tốc hành, bật chạy vô ở chạy ra sau tướng địch ý. Đó. Ok. Nhưng mà cái gì cũng có cái hay của nó đấy. Tốc hành thì anh em sẽ đẩy được nhiều nhịp hơn và lợi hơn trong những pha đẩy nhiều nhịp. Đấy, một cái là đột biến, một cái là đẩy nhiều nhịp anh em ơi. Đương nhiên mình cũng đã làm nhiều rồi, bây giờ chơi kiểu này mình thấy hiệu quả hơn nên chia sẻ với anh em. Trang bị và cái phù hiệu của Superman anh em theo dõi bên dưới nha. Còn bảng ngọc của vị tướng này khi đi top thì các bạn cũng theo dõi ở trong phần mô tả video clip của Mô Việt. Thực ra nếu anh em dùng đồ full tank hãy dùng ngọc full nam. Ngọc full nam là full công lý tốc chạy nha. KMML TV Ngưu vừa thôi. Khỉ lại chửi Triệu Vân. Khỉ mấy Vân toàn lấy game thôi mà. Mà tin bạn đâu đến ngươi ngô. Chẳng qua là ui lỗi anh em, lỗi chiều. Nhưng không sao, chắc chắn là lụm đồi cái mạng luôn. Sau đó thì mình về chơi bạn Ngộ Khỉ. Ngộ Khỉ vừa lấy là farm cũng ok đấy. Nói chung là bạn ấy biết chất tướng của mình là không chơi được với Superman nên là farm từ nãy giờ luôn. Chắc là ăn rơi xong rồi anh em ơi. Không có sao đâu, vì khỉ mà đối đầu với mấy con tanker ấy, không có cửa mà chơi đâu. Cứ đợi một tí thôi nha. Mình chơi con này mình không có kiểu là chơi hổ báo cân tim đâu, mà mình chơi theo kiểu là trừ lúc mình cân tim là lúc mình bếp mạng thôi. Còn những lúc mình đẩy là kiểu gì cũng có đồng đội xung quanh, mình đẩy về cho đồng đội chơi anh em ơi. Nghĩa đây là một vị tướng anh em sẽ khống chế mạnh, đẩy mạnh để hỗ trợ team. Đó. Cái đam của con Superman này cũng không phải là yếu đâu, đam cũng to phết đây. Sau đi của đấy mình hết chương cuối rồi. Thực ra nếu mà kéo lấy game là team mình sẽ khả năng thua khá là cao. Nhưng không sao, vẫn có thể chơi lấy game được. Mà team bạn chơi thế này thì mình đẩy thôi. Ui, tê tái anh em ơi. Ui, may quá.
bị khỉ đập vào đấy là toang rồi. Ôi khỉ, ôi Vân, Vân ca. Đứa từ khỉ. Ngây thơ. À hôm nay là do đây anh em mình làm clip mượn là do đang mải xem cái giải, gọi là giải cái gì nhỉ? Chàng trai vàng trong cái làng farm lính. Trời ơi, toàn thi cái kiểu là rất là hay nha. Kiểu này mình thấy là rất là hay và vui. Kiểu là che lính, farm lính à, mình farm làm sao mà lá hit tốt, còn làm sao mà phá người ta không cho người ta lá hit giành chiến thắng. Đấy, vừa kết hợp với farm lính, vừa kết hợp với cấu máu, vừa kết hợp với là tiêu diệt mục tiêu. Rất là hay. Cầm cái phù hiệu thì toàn là tăng vàng thôi. Nào là luyện kim, nào là uy áp. Hay dã man. Ok ok. Trận này là không được gọi là kiểu đánh ẩu nha, đánh ẩu là thua đấy anh em ơi. Mấy anh em chơi Superman có kiểu là hay chơi đánh ẩu. Rồi, mất trụ từ anh kỳ rồi anh em ơi. Hay dã man. Mình bắt kỳ cũng không phải là dễ đâu. Đầu game thì dễ thôi, đến tầm mà solo cuối game bạn ấy chơi tàng hình không bắt dễ đâu anh em ơi. Nhưng mà có khi bạn này lấy trụ đi. Đợi khỉ đâu rồi, khỉ đâu rồi. Khỉ... À đây. Từ khỉ về anh em ơi. Rồi, không về là lên bảng thôi. Đó, hay quá Tunen ơi. Có đội tài ra giật trực cuối cả chết luôn. Cái con Tunen này tại sao nó bá? Bởi vì công thức tính nam của nó không giống như con tướng khác. Nó có 5 tia xét tồn tại nồi điện. Đấy, ở khi một cái đam của tia xét của tại lô điện đâu đây, đam đầu hơn ca, đam sau tầm mấy trăm, nhưng mà nó cộng dồn 5 tia đấy anh em ơi. Nên là nó tầm cái độ tạng nó đâu gần, nó là 2k, 3k rồi. Anh em mà phóng chưa một cát trực cuối là chết luôn thưa địch. Chưa một chỉ cần trúng một tiêu nha. Chạy làm sao được Alice ơi. Thực ra con tướng này thì các bạn phải luyện kỹ một tí đây. Không phải là ấn nút di chuyển mà là các bạn phải làm chủ được cái chiêu thức của Superman. Làm chủ của chiêu thức Superman anh em muốn là phóng tích thì nó là phóng tích. Anh em muốn là phun xương là phun xương. Anh em dùng kích tốc, anh em muốn chiêu 2 nhảy là chiêu 2 nhảy nha. Cái này thì anh em phải là căn được cái độ tại. Nghĩa là mình có độ tại phi hành mình mới dùng chiêu khủng hóa. Không có độ tại thì mình dùng chiêu là mình biết là đang dùng chiêu gì đúng không? Hay quá Tunen ơi. Bạn tốt Tunen có khác anh em ơi. Hỗ trợ mình nãy giờ luôn. Chứ thực ra solo với khỉ mình cũng chưa có lợi thế gì. Ở hiện tại thì cái đồ tăng tốc chạy của mình đã ok rồi. Hai cái đồ tăng tốc chạy, bây giờ lên cái kia tất truyền nữa. Có kia tất truyền rồi đọc khỉ mới dễ. Ở Superman nhớ luyện tập nhiều nha anh em ơi, anh em phải quay tay nhiều trong mỗi cỏ này. Anh em phải là đẩy thường xuyên. Nghĩa là luyện tập thường xuyên thì mới vét được. Thực ra mình chơi ít nên là cái độ vét đó rất là khó. Chỉ biết đẩy thôi. Mình chỉ dám nhận là chỉ biết đẩy thôi. Còn vét Superman thì vét trên kênh của Mobile Mua Việt thôi, chứ không để vét ra ngoài được. Để anh em thông cảm nha. Anh em nào có kiểu đẩy hay hơn, anh em yêu đẩy hay hơn, chia sẻ cách đẩy thì nhớ comment bên dưới để Mua Việt cùng anh em xem clip học tập cái kinh nghiệm đẩy của những vét Superman. Anh em đẩy mỗi ngày thì thực sự nó đẩy kinh khủng lắm anh em ơi, không đùa đâu. Ơi Vân ca chơi trò bê trộm trụ rồi. Bởi vì team mình đang khỏe hơn đầu game nên là team bạn chơi cái trò này đặc biệt Tunen đang rất là xanh. Chơi thế này là ok đấy. Chơi kiểu đẩy lẻ chia ra đẩy là để kéo đôi team mình ra là ok. Nhưng thực ra thì mình đến game thì vẫn còn có cái đu với thao nè mà, đâu phải đến nỗi là không chơi được đâu. Nên là chơi thế này thì gọi là kéo dài thời gian thôi. Chứ là team mình vẫn đang là cần quét team mạnh. FP lên mắt đúng rồi. Mà trước kịp lên mắt thì đã bị kỷ đập cho bay màu rồi. Alice này. Yên tâm nha, có mình nha, yên tâm. Ui, chạy đi đâu. Làm sao thoát được lôi điểu của Tunen. Tiếp tục là Lini này. Chơi luôn bạn ơi. Rồi, nhảy lên này. Đẩy này, chứ một này. Lộ mạng kìa. Kiểu anh em thấy cái trận này Tu và Len. À không, cái pha này là Thorland. Bạn Tu và Len đánh rất là nhàn nha. Trời ơi,
chỉ cần mình đẩy, sau đó bạn chiêu cuối lượng mạng nãy giờ đâu đây cũng phải 3-4 mạng rồi, 4 mạng 5 mạng gì đấy anh em ơi, chứ không phải 3-4 đâu. Ăn xe xa bóng tối đẩy đi bạn ơi, kéo lấy game và team mạng lấy game là khỏe lắm. Từ con khỉ này, con cáo này, Triệu Vân này. Ui, một đội hình team mạng là đội hình full lấy game nha. Cái đội hình này mà team mình ghép win sớm là rất là nhanh, còn nếu mà để lâu lâu ý là mệt phết đấy, đặc biệt là Alice. Alice nó counter Superman mà anh em ơi. Con khỉ là hơi nóng tính nhở. Chửi chắc là chửi Vân ca rồi. Vân này. Ôi ghê nha, mà không đủ đam đâu bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Trời. Ui chơi lại, ui. Chơi luôn này anh em ơi, chơi luôn này. Đùa. Dám dí mình anh em ơi, mà hết chiều vẫn còn dí nha. Mình xin. Tiếp tục vào này. Thôi đây là bước ngoặt rồi. Bởi được bước ngoặt nhưng mà kỷ lại tranh thủ lấy được cái trụ của cái đường Mega. Đẩy đi về làm gì Tulen ơi. Không cần về đâu, một người về được rồi này. Đẩy trụ này AD ơi, AD ơi. Sang đây team bạn mất 3 rồi. Đẩy win đi. Chơi cái trò mà bê trộm trụ này không có vui đâu. Đó, lấy trụ. Từ nha, chưa có chiêu cuối, đợi tí. Có lộ tại đã. Chuẩn bị là anh em ơi, chuẩn vô này. Mất chiêu cuối Alice rồi nha. Gấu chỉ ở chiêu 2, chiêu 1 này. Rồi, nhẹ. Cứ từ nha, tunnel ở ngoài này. Sẵn sàng lô điểu cho bạn ơi. Ui. Bí khờ khỉ, anh ngộ khỏ, anh gõ cho bay màu luôn. À đây bắn đi. Ủa đây thì mình cũng sung quá trời luôn. Ôi con này mình chắc là phải chạy thôi. Ok. Aether đi xuống team đi, đẩy lính cao vậy được rồi. À lấy thằng bạn đấy đi đẩy lính là cũng ok. Bởi vì là team mình bị kiểu là cái lên rồng bị team bạn khai thác nhiều quá, bị mất trụ rồi mất một đường Mega nãy giờ. Team bạn bắt đầu có đồ nha. Đi chung nha tôi. Đúng rồi, Aether mà không đi chung thì chẳng đánh được ai đâu. Lúc con tướng là kiểu là khống chế đồng đội chơi chứ một mình chẳng có đam. Mà kiểu khống chế một người ý, thì hết khống chế người ta vô đập cho. Đây là Vân. Vân ca xác định là lên thớt rồi. Chạy đường nào, đánh thường là chết rồi. Cái này thì cứ là định hướng chiêu di chuyển và đánh thường kết hợp với được sử dụng chiêu thức mà khi có nội tại các bạn làm chủ được việc là muốn nhảy thì nhảy, muốn xiên thì xiên là các bạn chơi tốt Superman rồi, muốn đẩy thì đẩy. Ok, hơi end game đi anh em ơi. Indu là hơi hướng liều nha, chơi luôn chơi được mà. Team mình có 3, team bạn chỉ có 2 thôi. Ok, và có lẽ thì video clip mô Việt chơi Superman đến đây hết rồi. Trận này hỗ trợ đến 18 điểm luôn. Xin chào anh em và bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.